Chào các bạn đã quay lại với chuỗi học lập trình React của Coders Tokyo. Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái gọi là life cycle, component life cycle, tức là gì? Tức là vòng đời của component. Trước tiên chúng ta hiểu cái từ life cycle chút đã, nó là vòng đời đúng không? Ví dụ như này, một con muỗi đúng không? Vòng đời của nó như nào? Muỗi đẻ trứng này, trứng rồi nở thành bọ gậy đúng chưa? Bọ gậy xong rồi biến thành muỗi kiểu kiểu như vậy. Thì trong vòng đời của nó sẽ có các cái khoảnh khắc khác nhau, tức là các thời điểm khác nhau. Ví dụ như là lúc nó đẻ trứng này, lúc nó biến thành bọ gậy, lúc từ bọ gậy biến thành muỗi kiểu kiểu như vậy, chúng ta sẽ tách ra như vậy. Thì ở trong React cũng như vậy, một cái component từ khi nó sinh ra đến lúc nó mất đi thì nó cũng có một cái life cycle, tức là cái vòng đời như thế. Thì vòng đời trong component trong React là như nào thì mình sẽ giới thiệu với các bạn trong bài này. Đấy là mình tạo ra một cái app rất là nhỏ. Đây là một cái counter, được chưa? Counter là gì? Tức là ấn cộng thì tăng số lên, ấn trừ thì giảm số đi, được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhìn vào code một chút. Thì mình có tạo một cái component gọi là counter đây. Thằng này thì nó có constructor để làm gì? Để mình tạo cái state cho nó, được chưa? Cái biến đếm là count bằng 0. Mình có hàm increase để mình set state cho nó là giá trị mới, tăng một đơn vị. Decrease tức là giảm giá trị của nó đi một đơn vị. Và có cái hàm render ở đây là chúng ta render ra hai nút, một nút là giảm, một nút là tăng. Và chúng ta render ra cái số đếm ở đây, ở giữa. Thì cái component này nó được sinh ra, tất nhiên là ban đầu phải là cái hàm gì? Constructor function rồi đúng không? Cái constructor method của nó. Cái method này bao giờ cũng được gọi khi các bạn gọi new counter kiểu như vậy nhá. Thì nó được gọi new đâu, chúng ta không cần quan tâm, tại vì đó là việc của React Law. Mình không đi quá sâu vào trong cái này, giúp cho các bạn dễ hiểu. Đó, thì cái life cycle trong code là gì? Nó thực chất nó là những cái method mà sẽ được gọi ở trong cái quá trình app của chúng ta hoạt động. Tức là khi mà cái code này được khởi tạo này, hoặc là bắt đầu render này, hoặc là gì? Khi mà nó được có mấy cái thuật ngữ các bạn cần nắm ở đây, ví dụ như là mount và unmount. Mount là gì? Tức là gì? Khi mà cái thằng React này nó có hai cái DOM chạy song song nhau, tức là một cái DOM thực và một cái DOM ảo, gọi là virtual DOM. Thì virtual DOM nó sẽ được tạo ra trước, sau rồi nó bắt đầu dùng các cái DOM API thông qua cái thư viện là React DOM đấy, thì nó sẽ tính toán ra các cái DOM element cần thiết để cho vào hiển thị lên chương trình duyệt nhá. Đó, thì cái lúc mà nó gọi các cái DOM API để thêm component vào trong trang thì lúc ấy nó là mount. Còn nó bỏ đi tức là gì? Khi mà component bạn không dùng nữa, ví dụ các bạn chuyển trang chẳng hạn, thì cái component ở trang cũ nó sẽ mất đi, gọi là unmount. Nhớ hai cái đấy, mount là gắn và unmount là bỏ ra. Yeah. Rồi. Nhớ hai cái thuật ngữ đấy nhá. Rồi tiếp này. Thì các cái method của cái component, nó có vài cái method hay dùng, mình sẽ nói thêm các bạn. Yeah. Thứ nhất là component dismount, thằng này sẽ được gọi một lần khi gọi lần đầu tiên khi mà cái thằng component này được gắn vào DOM, được khởi tạo rồi gắn vào DOM. Nếu các bạn có hai component cùng một loại được gắn vào thì rõ ràng nó phải được gọi một lần cho thằng này và một lần thằng kia, đúng không? Rồi. Nhưng mà trong một component thì thằng này chỉ được gọi một lần duy nhất thôi. Tiếp theo đến cái sau là gì? Component dis_update là một cái hàm sẽ được gọi ngay sau khi thằng render này được gọi, biết chưa? Đó. Thì tức là ví dụ như khi mà mình ấn cộng trừ đúng không? Cái state này thay đổi, nó làm cho component này nó phải render lại. Đúng chưa? Có pros và state là hai thứ làm cho component phải render lại. Thì thằng component dis update này sẽ được gọi ở những cái lần update như vậy, nhưng nó không được gọi ở lần đầu tiên, được chưa? Khi mà cái component được mount vào trong DOM thì lúc đấy nó không được gọi, mà chỉ có thằng component dis mount này được gọi thôi. Tiếp theo là thằng component win unmount này là gì? Tức là nó sẽ gọi được trước khi will, tức là gì? Sắp component gì sẽ unmount. Tức là thằng này sẽ được gọi trước khi nó unmount, đúng chưa? Đó, thì mình viết mấy cái thằng console log ở đây cho các bạn dễ hiểu này. Và mình log cái thằng render này, component dismount, dis_update, win_unmount. Và mình gọi thêm counter constructor ở đây, lưu lại này.
và chúng ta cùng xem cái thằng rồi reload lại trang nhỉ, reload lại nha. Rồi vào console thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó gọi app render trước này. Vì sao? Vì ở trong thằng app này, à mình chưa nói về thằng app. Thằng app này thì mình chỉ gì đó, mình xóa hết cái code cũ đi, mình thêm cái đăng cao tờ vào giữa. Và sau đấy thì mình ở đằng component update này, mình có log ra thằng app updated. Ở trong hàm render thì mình gọi app render ra, log ra xem nó hoạt động như nào. Thì các bạn thấy là thằng app render được gọi đầu tiên, đúng chưa? Nó render, lúc nó bắt đầu render thì nó phải render tất cả các thằng con ở bên trong nó. Thì lúc này thằng gì? Cutter được gọi, cutter nằm bên trong app đúng không? Thì cutter constructor được gọi đầu tiên, tại vì là ở đâu đó trong code React chúng ta sẽ có new cutter, ok chưa? Đấy, thì constructor được gọi đầu tiên. Sau đấy là gì? Hàm render được gọi và deadMau sẽ được gọi. Rồi. Bây giờ mình thử ấn dấu cộng này, mình thay đổi state của thằng cutter. Thì các bạn thấy là gì? Cutter render và cutter dot update sẽ được gọi mỗi khi mà mình ấn nút này. Đúng chưa? Tại vì chúng ta thay đổi state của component. Nhưng mà thằng app này không phải render lại, tại vì sao? Tại vì đây là nó render, chỉ có thằng cutter bị render lại thôi, tại vì mình đã thay đổi state của thằng cutter chứ mình không thay đổi state của thằng app. Thấy chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ mình đấy là các bạn hiểu một chút về cái life cycle đúng không? Bây giờ chúng ta quay lại thằng app này. Bây giờ để mà cái thằng demo cho thằng component win unmount này thì mình phải làm cho cái thằng này mất đi. Yeah. Mất đi tức là gì? Biến nó khỏi DOM. Biến nó khỏi DOM chứ không phải là ẩn hiện theo kiểu là display none trong CSS. Yeah. Cái đấy không làm nó mất ra khỏi DOM. Thì đây mình sẽ tạo ra một cái state và một cái node. Yeah. Node ở đây là gì? Remove cutter. Thì thằng này có on click thì nó sẽ gọi cái gì đó đúng không? This remove cutter chẳng hạn. Rồi thiếu gọi hàm. Đó, viết xuống dòng nó dễ nhìn. Rồi thì ở đây mình sẽ có remove cutter này. Nhưng mà trước tiên là mình phải lưu cái state đấy vào đúng không? Thì mình phải tạo constructor trước. Super props this chấm state bằng bằng gì nhỉ? Mình gọi là show cutter nhá. Bắt đầu là true. Đó. Khi mà ấn vào remove cutter thì this set state show cutter là false. Đó. Thì rồi. Bây giờ mình chưa thêm cái dòng if vào đây đã. Chúng ta xem nó hoạt động như nào. Các bạn nhìn này. Bây giờ mình ấn vào remove counter để mình thay đổi cái state của cái app đúng chưa? Cái đăng state này sẽ bị thay đổi này. Ấn này. Thì các bạn nhìn thấy là app render, xong counter render, counter dot update, app update. Thì các bạn thấy là gì? Cái thằng remove counter này nó thay đổi cái state của thằng app. Thì thằng app render lại đồng nghĩa với việc là tất cả các thằng bên trong cũng bị render lại. Đó. Thì nó làm những cái việc. Thì các bạn thấy đây là gì? Cutter render và cutter dot update đây có vẻ như không cần thiết. Tại vì là gì? Ở đây mình chưa thay đổi cái gì cả, đúng nhá. Đó, tức là gì? Thằng cutter này nó có thay đổi gì về cái giao diện của nó đâu, đúng nhá. Thì chúng ta có thể cái này mình sẽ nói ở bài nói kỹ hơn ở bài mình định nói kỹ hơn ở bài nâng cao, nhưng thôi mình cho ở đây luôn cũng được. Tức là cái thằng cutter này này, tất cả những component ở trong React nó có một cái method gọi là component should update, should component update. Thì cái thằng này nó là một cái method mà các bạn có thể override nó được, ghi đề nó đây method. Bình thường trong một class, nếu các bạn thừa kế từ một component từ một cái class khác thì nó sẽ thừa kế tất cả các method của cái class đấy đúng không? Và các bạn có thể override, tức là gì? Biết đè lên. Thì thằng này bình thường nó mặc định nó trả về là true. Thì nếu mà nó trả về false thì cái component nó sẽ không render. Ví dụ như đây, mình return false. Yeah. Thì thằng này nó sẽ không mở render lại.
Ví dụ đây mình ấn vào remove cutter nó cũng không render. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Và nếu mình ấn cộng nó cũng chả render luôn. Thì bình thường thì lúc nào nó cũng là true. Nhưng mà mình muốn nó trong cái trường hợp mà nó không cần render thì nó cũng không nên render, thì mình làm nào? Thì đây, thằng này bao giờ nó nhận vào hai cái tham số. Đấy là gì? Next props và next state. Theo thứ tự đấy nhá. Thì ở đây chúng ta thấy là gì? Nếu mà cái thằng next state, tức là state tiếp theo của nó, sắp tới của nó, mà trong hàm render nó sẽ bị gọi, thì mình sẽ so sánh nó với cái state hiện tại. Đấy là gì? Nếu this.state.count mà bằng với cái gì? Next state.count. Tức là hai cái giá trị này bằng nhau thì mình không muốn render lại. Thì lúc đấy mình sẽ viết ra là gì? Return là false, đúng không? Tại vì là nó sẽ không có gì thay đổi ở giao diện cả. Còn bình thường thì mình sẽ return true. Mặc định thì mình sẽ return true. Đó. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là khi mình ấn cộng thì nó vẫn, thì nó có thay đổi, có render, đúng chưa? Và mình ấn remove counter thì nó không render nữa, chỉ có app render và app updated thôi. Thì cái này là một cái bước, một cái cách để chúng ta tối ưu app React app của chúng ta. Thì cái React app nó cũng như một cái cây thôi, được chưa? Ví dụ nó có hai nhánh, một nhánh update, một nhánh không update, thì nó sẽ giữ cái nhánh không update lại để tái sử dụng, được chưa? Để khỏi phải gọi render nhiều lần, làm cho app chúng ta chạy nhanh hơn. Nếu mà app chúng ta render nhiều quá thì nó sẽ bị chậm đi, đơn giản vậy thôi, nếu mà app phức tạp lên. Thì đây là một cái bước để cho tối ưu, nhưng mà nếu mà app nhỏ thì cũng không phải lo lắng lắm về cái này đâu. Nhá, để đấy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta quay sang đây để demo cái thằng gì? Comment will unmount. Will unmount. Thì ở đây mình sẽ gọi thằng remove cutter, đúng không? Thì đây mình thêm là gì? Nếu mà this.state.gì show cutter là true, đúng không? Thì mới hiển thị đằng này. Bạn nào không nhớ về cái cú pháp này thì giờ lại cái bài conditional rendering ra nhá. Lưu lại này. Đó. Bây giờ chúng ta ấn remove cutter xem làm sao. Ấn cộng trước nhá. Thì các bạn thấy là gì? Còn cutter render đứt update này. Ấn remove cutter này. Đấy, các bạn thấy là gì? State của thằng app thay đổi trước thì thằng app render sẽ được gọi này. Sau đến thằng counter win unmount sẽ được gọi thì không còn render nữa, đúng nhá. Và nó bị gỡ ra khỏi DOM. Và app updated. Và bây giờ các bạn mở ra thì sẽ không thấy counter trong đây nữa. Được chưa? Đó, thì đấy là mình demo cho các bạn mấy cái life cycle hay dùng. Thì các bạn có thể đọc thêm ở trên mạng bằng cách là các bạn Google React component life cycle ra, hoặc là đọc trên trang React. Thì có một số các cái các bạn nên nhớ là gì? Các bạn trong cái constructor này các bạn chỉ có khởi tạo cái state này, hoặc là các bạn bind, đúng chưa? Ví dụ ở đây mình không muốn gọi được kiểu arrow function này thì mình có thể dùng this.decrease ở đây bind bằng equal this.decrease bằng với cái gì? this.decrease.bind this, kiểu như vậy, đúng chưa? Các bạn bind các cái method sẽ được dùng ở bên dưới và đây. Trong cái thằng component đứt mount này thì thường là các bạn nên, nếu mà các bạn có ví dụ cái component các bạn có lấy dữ liệu từ server về thì các bạn nên gọi API trong này, kiểu như vậy, yeah. Các bạn có thể gọi trong cái thằng đứt update này cũng được, nhưng tùy trường hợp, tùy tình huống thôi, yeah. Đó, phức tạp lắm thì mới cần phải dùng đến mấy cái thằng khác như này. Ví dụ thằng win unmount này thì có thể là dùng để remove các cái listener, nếu các bạn có add listener ở trong, hoặc là tạo ra những cái ví dụ set timeout, set interval ở cái thằng component đứt mount này thì các bạn có thể remove nó cho win unmount để khỏi bị memory leak, tránh những cái trường hợp leak memory tức là gì? Có những cái biến mà nó cứ tồn tại mãi trong memory, nó không được gỡ ra, được chưa? Ví dụ như là socket listener chẳng hạn, socket event listener, những cái kiểu như là dạng như vậy thì nó sẽ làm sao dễ bị memory leak, thì các bạn nên chú ý. Các bạn bin thì chắc là không hiểu mấy thuật ngữ để làm đâu, nhưng mà cứ nhớ là như vậy. Ok, chào bạn.